Ok anh em, và bây giờ Khải sẽ soi tiếp tục xét đồ của Hạo Thiên KK, một trong những thiên bang lấy cho mình hạng Võ Lâm Liên Đấu hạng 3. Lâm Liên Đấu hạng 3 của tháng vừa rồi, Liên Đấu đơn đấu. Thì đây, thì Khải cho anh em xem lại một lần nữa, xét đồ này cực kỳ chắc nha anh em ơi. Một cái nón đẹp trai, kháng họ 25, sinh lực môi truyền kháng cả 12, 530, sinh lực. Một cái áo tím no 1 server đây mày, một cái áo đầu tiên server và anh ta đã ép được với giá Khải đã có hỏi sơ qua thì hơn 20 kim. Ép được cái áo này hơn 20 kim, tốn kinh phí 20 kim. Là nó nằm giá phải hơn 1 triệu rưỡi nè, gần 1 triệu rưỡi nè. Đó, áo 40, 191 và phòng thủ 25. Một cái chì đạt móc bằng sắt 72, chì này dạng ngoài hàng hiếm rồi nên mà server thì cũng khó ra chì cao hơn. Rồi một cái bao tay cho kháng hỏi 25. Một ngọc bội cho kháng họ, kháng họ 23 sinh lực cao. Nhận kháng họ 25 dòng 1. Nhận kháng lôi 30 mắt pin. Đai lưng kháng lôi 30 mắt pin luôn. Giày tóc 40. Ôi, lấy cho mình cái tóc quá chất. Đó, đồ thì của anh này quá đẹp luôn em ơi. Nhìn vào cái áo nhìn đẹp quá, quá chất luôn em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Hai cầu thủ bơ tơ vào trong chưa? Nhanh, nhì thiếu gia là